giành chức vô địch World Cup đứng trên đỉnh thế giới bóng đá, nhưng Lionel Messi vẫn phải phục vụ vợ đăng ảnh lên mạng xã hội. Bức ảnh Antonella Zoccudo, vợ của Lionel Messi, đăng lên sau trận chung kết World Cup 2022 gây sốt trên mạng xã hội Instagram. Dù là vợ của một nhân vật nổi tiếng có nhiều người hâm mộ bậc nhất thế giới, hiếm khi Antonella được tương tác nhiều đến vậy khi đăng ảnh lên mạng. Em không biết phải bắt đầu như thế nào, cả nhà tự hào về anh, Leo Messi. Cảm ơn vì đã dạy cho tất cả chúng ta biết không bao giờ bỏ cuộc, chúng ta phải chiến đấu đến cùng. Sau cùng, anh cũng là nhà vô địch thế giới, em biết anh đã phải chịu đựng những gì trong nhiều năm qua, anh đã khao khát đạt được điều này. Có tới hơn 8 triệu lượt yêu thích chỉ sau vài giờ, cô vợ của Lionel Messi viết những lời đong đầy yêu thương gửi tới chồng. Chi tiết đáng chú ý trong bài đăng này là bức ảnh Antonella cầm chiếc cúp vàng World Cup do chính tay Lionel Messi chụp. Đây là khoảnh khắc được các cổ động viên trên mạng xã hội chia sẻ rất nhiều sau trận chung kết World Cup 2022. Trên mạng xã hội, nhiều người vẫn thường đùa rằng ba cậu con trai là anti-fan của Messi bởi Thiago, Vatel và Siro đều có thần tượng bóng đá riêng trong lòng chứ không phải bố. Dẫu vậy, các con vẫn chạy tới ôm chầm lấy bố để cùng ăn mừng chiến thắng. Gương mặt hạnh phúc và nụ cười của cả gia đình Messi khiến nhiều người xúc động. Có thể nói, Messi là ngôi sao bóng đá viên mãn nhất khi trên sân cỏ anh sở hữu phong độ đỉnh cao, tài năng, còn ngoài đời anh lại có một gia đình tuyệt vời với vợ đẹp con ngoan. Người hâm mộ Messi cũng luôn yêu thích bởi anh là một trong những cầu thủ hiếm hoi dành tình cảm trọn vẹn cho gia đình. Với chức vô địch thế giới, đội tuyển Argentina sẽ nhận được khoản tiền thưởng lớn chưa từng thấy, cả từ FIFA lẫn Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ. FIFA sẽ giải ngân khoản tiền 440 triệu đô la cho 32 đội tham dự World Cup 2022, gồm con số lớn trong số này dành cho nhà vô địch Argentina. Với việc lọt vào trận chung kết, Argentina được đảm bảo tối thiểu 30 triệu đô la. Khi giành chức vô địch, con số này tăng thêm 10 triệu. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, CONMEBOL sẽ thưởng 10 triệu nữa. Do đó, Argentina nhận được tổng cộng 50 triệu đô la sau màn đăng quang tại Qatar. Về phần mình, Croatia giành hạng 3 sau khi đánh bại Maroc 2-1 ra về với 27 triệu đô la, trong khi đội bóng châu Phi xếp thứ tư bỏ túi 25 triệu. Còn lại, 17 triệu đô la đã được FIFA phân bổ cho mỗi đội bị loại ở tứ kết. Hà Lan, Brazil, Anh và Bồ Đào Nha, trong khi đó Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan, Senegal, Senegal, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ kiếm được 10 bát rượu khi lọt vào vòng mùng 1 tháng 8. Cuối cùng, tất cả những đội không vượt qua vòng bảng đều nhận được 9 triệu đô la. Đức, Ecuador, Cameroon, Uruguay, Tunisia, Mexico, Bỉ, Ghana, Saudi Arabia, Iran, Costa Rica, Đan Mạch, Serbia, Wales, Canada và Qatar, FIFA cũng đã trả 1,5 triệu đô la cho mỗi liên đoàn để thanh toán các chi phí phát sinh trong giải đấu. Ngoài ra, mỗi cầu thủ tham dự World Cup bất kể có chơi cho đội tuyển của mình hay không đều nhận 10.000 đô la cho mỗi ngày thi đấu. Tại World Cup 2018 ở Nga, FIFA đã phân phối tổng cộng 400 triệu đô la cho các đội. So với 440 triệu ở Qatar, mức tăng là 10%.